Luyện nghe tiếng Anh bao hiểu mà không phải ai cũng biết, phần 2 nha các bạn. Rồi số 4 nha các bạn, bắt đầu luyện nghe bởi vì có vũ khí rồi, làm gì đánh thôi chứ làm gì giờ. Bước 1 này, nghe không sub, đến khi nào mà các bạn không thể nghe được á, thì các bạn đến bước 2 nghe có sub. Thì lúc này các bạn note lại những gì mà các bạn không thể nghe được ở bước 1 để đến bước 3 làm gì giải quyết mấy thứ rồi, note ở bước 2 ấy. Và đến bước 4 các bạn nghe không cần sub, đến khi nào các bạn hiểu thì thôi. Và khi nghe hiểu xong, chuyển qua video khác, đơn giản vậy. Đừng quên cho mình một like, một subscribe để có nhiều động lực làm video cho các bạn.